Xin chào các bạn, ngoại hạng Anh vòng 10 đã kết thúc với nhiều kết quả hết sức bất ngờ. Liverpool được Bournemouth mau hỗ trợ giành lại ngôi đầu bảng. Man City có trận thua đầu tiên tại ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi Nottingham Forest có lần đầu tiên chen chân vào được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng thì pháo thủ Arsenal lại bị đá bay khỏi top 4. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không đến ngay với lịch thi đấu chi tiết 10 trận đấu ngoại hạng Anh vòng 11 để xem có màn đối đầu nào ngoài mong đợi tạo nên những bước ngoặt mới trong cuộc chạy đua kịch tính trên bảng xếp hạng không nhé. Trận đấu thứ nhất, vào lúc 22 giờ thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024, trên sân vận động Molineux, bầy sói Wolverhampton sẽ tiếp đón câu lạc bộ Southampton. Đây là hai câu lạc bộ đều đang nằm sát nhau trong khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Bầy sói Gu đang ở vị trí cuối bảng với tổng 3 điểm, còn Southampton đang ở vị trí thứ 19 với tổng 4 điểm. Trong trận đối đầu này, nếu đội nào thua cuộc đội đó sẽ nắm giữ vị trí cuối bảng, với tỷ lệ thắng của bầy sói được dự đoán là 46%, còn tỷ lệ thắng của Southampton là 26%. Các bạn đoán xem ai sẽ giành chiến thắng sau cùng. Trận đấu thứ hai, cũng vào lúc 22 giờ thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024, trên sân vận động Olympic sẽ là màn so tài giữa đoàn quân búa tạ Quét Ham và câu lạc bộ Everton. Ở vòng 10 vừa rồi, nếu như Quét Ham bại trận trắng tay và vẫn giữ nguyên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với tổng 11 điểm, thì Everton cũng cùng chung số phận khi cũng bại trận trắng tay và giữ nguyên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với tổng 9 điểm. Trong màn đối đầu này, búa tạ Quét Ham được đánh giá cao hơn với 47% cơ hội thắng, còn cơ hội thắng của Everton chỉ có 26%. Trận đấu thứ ba, cũng vào lúc 22 giờ thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024, trên sân vận động Gate Community, bầy ông Brentford sẽ chạm trán với câu lạc bộ Bournemouth ở vòng 10 vừa rồi. Trong khi bầy ông trắng tay và rớt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với tổng 13 điểm, thì Bournemouth lại có thêm được 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với tổng 15 điểm. Trong màn so tài này, bầy ông được đánh giá cao hơn với 40% tỷ lệ thắng, còn tỷ lệ thắng của Bournemouth được dự đoán chỉ có 35%. Trận đấu thứ tư, cũng vào lúc 22 giờ thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024, trên sân vận động Selhurst Park, bầy đại bàng Crystal Palace sẽ đụng độ với câu lạc bộ Fulham. Ở vòng 9 vừa rồi, những chú đại bàng chỉ có thêm được 1 điểm và vẫn dậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với tổng 7 điểm, còn Fulham có thêm được trọn vẹn 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với tổng 15 điểm. Trong trận chiến này, tỷ lệ thắng của những chú đại bàng được dự đoán có 39%, còn tỷ lệ thắng của Fulham thấp hơn một chút với 34%. Trận đấu thứ 5, vào lúc 0 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024, đoàn quân mang xanh Manchester City sẽ có cuộc hành quân đến sân vận động Farmer và đụng độ với bầy mòng biển Brighton. Ở vòng 10 vừa rồi, Man City bất ngờ bị đánh bại trên sân vận động Vitality và rớt khỏi ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Hiện tại Man City rớt xuống vị trí nhì bảng với tổng 23 điểm. Mòng biển Brighton cũng không khá hơn khi bị bắn hạ trên sân Anfield và rớt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với tổng 16 điểm. Trong trận đối đầu này, tỷ lệ thắng của Mộng Biển được dự đoán là 21%, còn tỷ lệ thắng của Man City là 56%. Trận đấu thứ 6, vào rạng sáng 3 giờ Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024, trên sân vận động Anfield, lữ đoàn đỏ Liverpool sẽ tiếp đón bầy sư tử Aston Villa. Ở vòng 10 vừa rồi, Liverpool may mắn khi có thêm 3 điểm và được Bournemouth mau trợ công trở lại ngôi đầu bảng với tổng 25 điểm, còn bầy sư tử lại thua thảm trước sức mạnh của những chú gà trống Tottenham. Bầy sư tử bị đá ra khỏi top 4 và rớt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với tổng 18 điểm. Trong trận chiến này, lữ đoàn đỏ được đánh giá rất cao khi có tới 65% cơ hội thắng, còn cơ hội thắng của bầy sư tử chỉ có 16%. Trận đấu thứ 7, vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024, trên sân vận động Old Trafford, bầy quỷ đỏ thành Manchester sẽ chạm trán với bầy cáo Leicester City. Ở vòng 10 vừa rồi, nếu như bầy quỷ đỏ có kết quả hòa, có thêm được 1 điểm và vẫn dậm chân ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với tổng 12 điểm, thì tương tự bầy cáo Leicester cũng có kết quả hòa, có thêm 1 điểm và vẫn trụ ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với tổng 10 điểm. Trong màn đối đầu ở vòng 11 này, tỷ lệ thắng của bầy quỷ đỏ được dự đoán cao hú hồn với 70%, còn tỷ lệ thắng của bầy cáo Leicester chỉ có 13%. Trận đấu thứ 8, cũng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2024, trên sân vận động The City, rau câu lạc bộ Nottingham Forest sẽ tiếp đón những chú chiếc chòe Newcastle. Ở vòng 10 vừa rồi, cả hai câu lạc bộ đều xuất sắc hạ gục những đối thủ được đánh giá mạnh hơn, chiếm trọn vẹn 3 điểm và có những bước tiến dài trên bảng xếp hạng. Nottingham Forest thì nhảy lên vị trí thứ 3 với tổng 19 điểm, còn Newcastle cũng vươn lên vị trí thứ 11 với tổng 15 điểm. Trong trận so tài này, cả hai câu lạc bộ được đánh giá cân tài cân sức với nhau. Nottingham Forest có 36% cơ hội thắng, thì những chú chiếc chòe cũng có 36% cơ hội thắng và 28% là khả năng hòa của trận đấu này. Trận đấu thứ 9, cũng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024,
Trên sân vận động Tottenham Hotspur, những chú gà trống Tottenham sẽ tiếp đón câu lạc bộ Ipswich Town. Ở vòng 10 vừa rồi, những chú gà trống có thêm 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với tổng 16 điểm. Còn Ipswich Town chỉ có thêm được 1 điểm và vẫn dậm chân ở vị trí nguy hiểm, vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với tổng 5 điểm. Trong màn đối đầu này, Tottenham được đánh giá cực kỳ cao khi có tới 79% cơ hội thắng, còn tỷ lệ thắng của Ipswich Town được dự đoán chỉ có 8%. Trận đấu thứ 10, trận đấu cuối cùng khép lại ngoại hạng Anh vòng 11, vào lúc 23 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024, trên sân vận động Stamford Bridge, câu lạc bộ Chelsea sẽ tiếp đón câu lạc bộ Arsenal. Trong vòng 10 vừa rồi, Chelsea có thêm được 1 điểm và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với tổng 18 điểm, còn pháo thủ bại trận và bị đá ra khỏi top 4, rớt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cũng với tổng 18 điểm. Trong trận so tài này, tỷ lệ thắng của Chelsea được dự đoán là 34%, còn tỷ lệ thắng của pháo thủ được dự đoán cao hơn một chút với 39% cơ hội thắng. Liệu đây có phải tiếp tục là hòn đá ngáng chân pháo thủ trên đường cạnh tranh ngôi đầu bảng với Liverpool và Manchester City hay không? Video đến đây là hết rồi. Nếu thấy video hữu ích hãy nhấn một like ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video bảng xếp hạng và lịch thi đấu các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.